Chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Hôm nay mình gói bánh chưng bằng lá chuối nha các bạn. Mời các bạn đón xem. Đây mình gói theo kiểu miền Nam cho nên trước khi gói thì mình xào nếp với lại nước cốt dừa các bạn. Còn miền Trung thì họ không xào nha, họ gói luôn. Họ ngâm nếp một đêm xong nó gói luôn. Này mình đang gói theo kiểu miền Nam. Con đoạn lau lá chuối nè. Sau đó thì cắt lá chuối theo dừa với cái khuôn mình gói. Thường thường thì gói bánh là phải lá chuối, ví dụ như chiều gói thì buổi sáng mình phải cắt phơi nắng nha các bạn, để cho lá chuối nó mềm. Hoặc là mình luộc nên lá chuối nó mềm thì mình gói nó dễ hơn. Cái này mình gói đột xuất cho nên mình chưa có phơi nắng nhiều, nhưng cũng gói được, không sao. Nhưng mà nếu mà lá chuối càng mềm thì gói nó càng đẹp hơn, nó dễ gói hơn. Cái này mình gói bằng cái khuôn. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Bạn nào mà thích gói bánh chưng thì xem kỹ thì gói được thôi. Này bánh chưng này thường thường người ta gói bằng lá giòn các bạn. Còn ở đây thì không có lá giòn cho nên mình gói bằng lá chuối. Nhân của bánh chưng thì cũng đậu xanh rồi với thịt các bạn. Thịt bà rọi ha, càng tốt, càng ngon nhất. Mình đậu xanh này, mình cho miếng thịt này. Nhưng mà miếng thịt của mình nó xa chợ, miếng thịt nó nhỏ quá. Mình không có chuẩn bị cái dây trước cho nên ở nhà mình có cái dây đen, mình gói đại dây đen luôn chứ gói bằng cái dây khác hình như đẹp hơn. Nói chung kiểu này cũng đơn giản các bạn. Rồi, vậy là được một cái bánh chưng.
Còn đây là mình đã gói hết nếp rồi các bạn. Thì coi được mấy cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cái bánh chưng các bạn, với lại hai bánh tét. Rồi bây giờ mình đã đi luộc thôi. Thì mình đã chuẩn bị cái nồi nước nó nóng sẵn rồi. Cái này mình nấu theo kiểu miền Nam nha. Còn miền Trung thì bỏ bánh vô trước rồi bỏ nước vô sau. Còn ở đây thì bỏ nước nóng trước rồi bỏ bánh vô sau. Mỗi vùng miền thì có một cách nấu khác nhau. Mình đang nấu kiểu miền Nam ha. Cho nước đầy luôn. Giờ lấy lá chuối mình tấn tấn lại cho nó kín. Chút nữa mình đậy cái nắp lên, nó sẽ kín hơi. Mình bắt đầu nấu là 10 giờ đêm nha các bạn. 10 giờ đêm nè. Và tới 1 giờ thì bánh chín các bạn. Rồi mình vớt ra, mình ngâm, mình rửa qua nước ngọt nha các bạn. Rồi sau đó mình đưa bánh ra ngoài cho nó khô. Đây, thành phẩm đây, một buổi tối đây. Nóng hổi luôn. Giờ là hơn 1 giờ các bạn. Giờ mình xách ra cây ăn rồi ngắm cảnh luôn các bạn. Mời các bạn đón xem nha. Chào các bạn nha. Hôm nay mình là ăn món bánh chưng ở trên ghe các bạn. Ôi trời nóng quá. Mình lựa cái chỗ này nó cây nhiều, nó mát mát. Rồi bắt đầu chiên bánh các bạn. Này là dầu dừa luôn á, dầu dừa thẳng ra các bạn. Vô dữ ha. Đây là cái bánh chưng nè các bạn, mình gói các bạn, gói bằng lá chuối nha. Thường thường cái này gói bằng lá giòn. Quá đẹp. Vàng vàng rồi đó, thấy không? Tại mình chiên bằng dầu dừa các bạn, nó không có vàng gắt như cái dầu kia. Tới bên bát nè, bên bát này là mình thường ăn đó các bạn, nó giống như cái trái mãng cầu na đó, nó mọc tự nhiên ở ngoài này nước, ngoài sông này. Cầm cầm xuống rớt xong luôn. Bưởi da xanh đây, ăn chung với bánh chưng. Rồi, mời các bạn nha. Em thử nhé. Ngon, nóng. Bánh chưng này ăn có hai kiểu, một kiểu là ăn tươi nó, với là một kiểu thì chiên lên. Khi mà mình ăn tươi nó ngán á, cái đồ mình chiên lên nó ăn nó dễ ăn hơn.
Có bạn. Thường thường thì chỉ có Tết mới ăn này thôi. Thế hôm nay nhà mình hứng hứng cái đầu làm ăn luôn. Ăn chung cái này nó đúng không? Cũng ngon nha. Ăn chung với bữa ăn cũng ngon. Được á, bên chung với bữa ăn được. Chấm với miếng muối vô, muối mì tôm các bạn, để chấm bưởi ngon lắm. Chiều bên chân khá bự nha. Ngon. Chiên lên ngon. Này mà có miếng dưa chua ha. Có thể luôn. Bên chân mình thấy ăn với đồ chua mà mình ăn với cái bưởi này nó ngọt quá, nó không có chua. Này có dưa cải ngon ha. Cái bánh mình làm nó bự các bạn, nó gần bằng cái bánh mà người ta bán Tết luôn á, nó dày không, người mà ăn mà ít ít là ăn một một gốc tư vậy là no à, mình ăn ba gốc rồi đó, này nữa ba chứ. Chân này không có người, nhiều người họ ăn chấm với mật nè, như là người miền Trung chấm với mật nè, người chấm nước mắm nè, người chấm với đường nè. Quá trời bánh nó dày.
Nói chung lâu ngày ăn bánh chưng ngon các bạn. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.